Đồng Tháp là một tỉnh thuần nông, ngoài nổi tiếng về sen và lúa, còn có diện tích trồng trái cây trên 25.000 hectare với nhiều loại phong phú. Món chuối sấy từ những trái chuối được giấm chín tự nhiên là một trong những sản phẩm mà chương trình Nông nghiệp sạch và nhân vật trải nghiệm của mình sẽ thực hiện tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh. Em thấy là chuối ở đây nó rất là đẹp, nó chín đều màu á. Mình làm chuối sấy khô hay là sấy dẻo nha chị? Giờ ở đây là mình sấy khô. Chuối sấy là mình làm loại chuối này hay là còn làm loại chuối khác được không chị? Không, ở đây mình chỉ có làm được loại chuối xiêm này thôi chứ không được làm được loại chuối khác. Tại vì chuối này khi mình sấy ra thì chuối nó sẽ thơm, nó ngon ngọt hơn. Nên là mình chọn chuối này là tốt nhất. Chị dạy em tách cái vỏ chuối nha. Được. Trước tiên mình cắt cái đầu ra, mình tét xuống. Tại vì cái chuối này là chuối chín cho nên mình cần phải nhẹ tay để cho nó không có dấu tay, để cho chuối nó còn nguyên còn đẹp. Vậy sau khi mình lấy cái trái chuối thì cái vỏ này mình để làm cái gì chị? Là để cho mấy công nhân ở bên công nghiệp bên bò với dê đó, thì đã lấy về cho dê với bò ăn. Mình tách vỏ thì cái công đoạn tiếp theo là mình làm gì chị? Công đoạn tiếp theo mình sẽ đem lên trển mình ép cho thành mấy miếng chuối tròn. Chị ơi, em thấy là chị thấy nó rất là nhanh, chị có thể chỉ em làm được chị? Chị cầm giấy chuối chị lấy này. Chị đè xuống, đè kiểu cái một tay thôi. Đè nó xuống thì được không? Thì được. Như vậy thì nó lâu hay sao vậy? Dạ, nó lâu. Sau khi mà mình ép xong vậy là mình có đem đi rửa không? Dạ, có rửa lại nước muối để diệt khuẩn. Với lại cho chuối nó được đậm ngon hơn. Đổ chuối vô trong đây thì để làm gì anh? Dạ, mình để bỏ vào máy mình sấy. Sấy cái này là mình sấy bằng điện hay là bằng bếp củi? Bằng điện ạ. Bỏ vào máy sấy đảo liên tục thì trong khoảng nửa tiếng thì ra hàng. Sau đó mình để nguội rồi bỏ vào máy đi đâu quay khô dầu. Nhiều loại trái cây nhưng mà mình vẫn giữ được cái hương vị tự nhiên của nó. Vậy không biết là trong cái quá trình mình sấy là mình có tẩm ướp cái gì không chú? Thì cái quy trình là làm mấy cái sản phẩm sấy này nè, để một cái hương vị tự nhiên không có ướp gì hết. Con thấy không, chuối này rất là thơm, ngọt, hơi béo béo nhưng mà ăn không có bị ngán. Nếu như mà cái này là mình để tán gẫu nói chuyện mà ăn thì nó rất là tuyệt vời. Dạ, ý tưởng từ đâu mà chú lại sấy trái cây mà lại sấy nhiều loại như vậy chứ? Tại vì mình ở đây là khu vực đồng bằng sông Cửu Long nên cái nguồn mà trái cây á nó rất là phong phú. Thứ hai nữa là cái quy trình mà làm á thì cũng có một cái người em nó cũng đi làm mười mấy năm trong nghề, học hỏi đúc kết được kinh nghiệm trở về quê hương để mở ra sản xuất để mà phục vụ cho bà con. Chuối sấy tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp được sản xuất theo công nghệ sấy chân không với ưu điểm giữ được hương vị thơm ngon tự nhiên, giòn xốp, không bị caramel hóa. Sản lượng 260 tấn mỗi năm được tiêu thụ trên toàn quốc.